Ông Vững xin kính chào các bác. Hôm nay mời các bác thưởng âm thưởng vẻ đẹp quả nữ hoàng Odo 3610 lòng mẹ. Bác thấy đây là một chiếc đồng hồ ra đời sản xuất khoảng vài những năm 1920, hơn 100 năm rồi nhưng tình trạng còn rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Nó có kích thước chiều cao là 70 cm và chiều ngang là 42 cm. Như vậy đây là dòng chiếc đồng hồ Odo 3610 thượng hạng và có kích thước to nhất của dòng 3610 thưa các bác. Nó còn to hơn cả dòng Odo kim cương thưa các bác. Rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Đấy, mặt số bát giác nằm, số nổi chân cài. Bên trên là bác thấy là nho, đào và chạm trổ ở bên trên cái mặt, nó thể hiện những cái vương miện đội trên cái mặt số. Đấy, nó ở cái mặt số có chữ display, có nghĩa là tên của một vị vương hậu nổi tiếng ngày xưa ở Pháp. Bà là một chứng nhân của sự yêu thương và làm nên cho đến nước Pháp vĩ mạnh, vững mạnh cho đến ngày nay. Đấy. Những người con của bà sinh ra đều trở nên những vị trị nước, những cái vương quân thương dân và làm cho đất nước phát triển được các bác. Đấy. Và chính vì thế hoàng tộc đã đặt hàng riêng dòng Odo 3610 thượng hạng này với Odo. Chỉ có dòng Odo thương hạng đặc biệt này mới có những chiếc đồng hồ đặc biệt như vậy thưa các bác. Thế bên dưới là một cái tấm kiếm nhìn nó rất là đẹo các nhỉ, rất là đẹo, rất là đẹp, thì đúng như một cái cung lòng người mẹ. Bên trong là quả nắc, cái nắc, cái nắc lại đúng như kiểu em bé đang phải nhảy múa trong lòng mẹ. Thì ở khi xưa ở trong cái câu chuyện bên châu Âu ngày xưa là có một câu chuyện là khi mà em bé gặp được tin vui mừng rỡ cũng như tấm lòng nhân hậu của người mẹ thì đã vui mừng nhảy múa nhảy trong lòng mẹ. Thì quả nắc có tượng trưng nắc đi nắc lại, phải không ạ? Với cái kính là đúng như cái lòng người mẹ, nắc đi lại rất đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Các bác nhìn đây. Và tình trạng của chiếc đồng hồ này có thấy mặc dù được ra đời sản xuất khoảng vài năm 1920, tính ra hơn 100 năm rồi, nhưng tình trạng còn đẹp như mới. Em xin nhắc lại, tình trạng của chiếc đồng hồ này còn nguyên bản nguyên zin, về chế độ có gì cả. Đấy. Máy thì em cho vệ sinh lau dầu thôi, còn cái vỏ bên ngoài thì em chỉ lau chùi qua thôi, chưa động một cái gì cả. Nó quý ở cái như vậy các bác ạ. Thì bác thấy các nghệ nhân Paris Pháp đấy, chạm cái vỏ thùng này phải không, ngay cái nét chạm rất là đẹp. Hay là những quả nho người ta làm màu, thấy không ạ, rất là đẹp, ứng như những quả nho thật đấy, nổi lên rất là đẹp luôn, như cái ánh nắng ban mai rọi quả nho quả đào rất là đẹp luôn. Và tổng thể cái nước màu của chiếc đồng hồ này bạn thấy rất là đẹp và cực kỳ tươi tắn. Thì em sẽ mở cái chiếc đồng hồ ra cho bác xem. Tất cả giấy tờ của nguyên công khoái công côn này đấy, rồi là tờ giấy hướng dẫn sử dụng còn nguyên này, tờ giấy hướng dẫn sử dụng còn nguyên này, đó, tất cả một cái còn nguyên, rồi chống máy, rồi khóa lên cót đấy, rồi là tất cả một cái chống tường, tất cả một cái còn ok. Và tình trạng có rất là đẹp đấy, gỗ mở ra thì gỗ còn rất là lành hạn, thơm phức. Củ công M các biết rồi, đối với dòng 3610 củ công M, mười côn thép chơi hai bản nhạc gạc ca lông và quét bên tơ đó, với bao cót khoảng một tuần trời quý bác phải lên cót một lần. Đấy, khi mà chiếc đồng hồ này nếu mà chúng em quen lên cót căng thì quả lắc đã chạy được khoảng hơn chục ngày đấy, còn bên nhạc khoảng chục ngày lên căng. Em khuyên các bác, đối với những người chơi đồng hồ thì chúng ta nên đừng lên căng quá, còn hại đồng hồ thì chúng ta non thôi, khoảng độ 5 ngày hoặc 6 ngày chúng ta lên cót một lần thôi thì nó ngon hơn. Mời các bác thử âm luôn, hiện tại được đánh 30 phút luôn và nhạc ca ca lông. Bạn thấy ngân nga tuyệt vời ạ. Bên nhạc rất là ngọt ngào và cực kỳ ngân nga. Bên điểm giảm mạnh
cực kỳ mạnh mẽ luôn, bình bùng rất là hay và êm ru luôn. Đấy, dòng 36 đặc biệt là như vậy. Đấy, nhưng cô gái hát đấy, rất là ngọt ngào và ngân nga. Thì có dòng 36 với cái da giọng âm thanh thế này thôi các bác. Đấy, các cụ đúng như các cụ nói, nhất thanh nhì sắc, thì cái chiếc đồng hồ này không những âm thanh hay rồi mà vẻ đẹp còn cực kỳ đẹp như các bác vừa thấy. Và đây là hàng độc quyền của dòng Oro 360, của hàng Vương Tộc của ta đặt. Em sẽ gạt vào bản đây, em cho đánh tiếp bản nhạc ga ca lông 15 phút. Đấy, em xin gạt về bản gạt bên tơn, gạt bên trong sẽ là gạt bên tơn. Mời bác nghe 30 phút gạt bên tơn. Thấy không? Sâu thẳm luôn. Cái trường ngân của nó ngân rất là xa. Đấy, chỉ có dòng 36 với những bộ cốn âm thanh hay thì mình cho chất âm hay như thế này thôi các bác. Thì em sẽ gạt lại bản nhạc ga ca lông. Cả biết đối với những các bác biết rằng nếu biết đối với những chiếc đồng hồ chơi nhạc ga ca lông thì đa phần là các bác nghe bản nhạc ga ca lông đánh bing bong thì nó rất là hay. Và đây một bản nhạc van, bản nhạc tuyệt vời. Thì mời các bác nghe bản nhạc ga ca lông một tiếng. Thấy hay và tuyệt vời không ạ? Thì hiện tại thưa các bác, em đang quay video bằng điện thoại. Đấy, thì điện thoại này thu thì nó không chuẩn được 100% khi mà các bác nghe thực tế. Em đảm bảo rằng khi mà các bác nghe thực tế, âm thanh chiếc đồng hồ này rất là hay và cực kỳ tuyệt vời, hay rất nhiều khi mà các bác nghe trên video. Thì hiện tại nhà em có vấn đây thì nó rất là nhiều những chiếc đồng hồ khác nhau, vì thấy hết chiếc nọ đánh chiếc kia đánh cho nên là ảnh hưởng đến những âm khi mà chúng ta nghe là bị hơi nó âm chút, mà các bác thông cảm nhé. Và bây giờ thì em sẽ tháo cái bộ máy ra để bác xem lại cái chiếc đồng hồ này. Thì đối với cái chiếc đồng hồ này, trước em làm video em đã cho bác xem rồi. Đấy, thì thôi bây giờ em không tháo đi, thì bác nào cần thì em sẽ gửi ảnh xong. Đây, thì đây bộ máy em soi bên trong, máy còn rất là đẹp. Đấy, máy tây, máy ba bánh xoáy, máy bể còn rất là đẹp, cực kỳ tuyệt vời. Và chọn thấy rất là hay. Đó, em sẽ đóng cái chiếc đồng hồ lại. Đấy, chiếc đồng hồ lại, bác thấy không? Đây là một tuyệt phẩm, không những một chiếc đồng hồ 360 mà nó còn một tuyệt phẩm. Nó một loại thượng hạng của dòng Oro 360. Và thưa các bác, em xin nhắc lại một tí là đối với Oro 360 thượng hạng lòng mẹ này, nữ hoàng Oro 360 lòng mẹ này, duy nhất chỉ có dòng 360 mới có chiếc đồng hồ có cái vỏ hình thức đẹp như thế này thôi các bác ạ. Còn dòng những dòng khác không có, hãng khác không có, hay là dòng 368 không có, nhưng duy nhất Oro, em xin nhắc lại, duy nhất Oro 360 mới có chiếc vỏ kiểu dáng này, vì là hàng đặc trưng của hàng quả Vương Tộc ngày xưa rồi bác. Đấy, em xin nhắc lại như vậy. Và thấy cực kỳ tuyệt vời và cực kỳ đẹp. Đấy, mặt bát giác nằm số lồ, bên trên là những chùm nho và thấy rất tinh xảo và đẹp. Em xin nhắc lại, kích thước chiều cao là 70 cm dư và chiều ngang là 42 cm dư, 42 cm dư thưa các bác. Và chọn thành rất là hay như bác vừa nghe. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video. Và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ cổ Quang Vững. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.